Một câu hỏi khá phổ biến tôi nhận được trên các trang mạng xã hội về nhiếp ảnh là xin thông số ảnh. Nghe qua có vẻ câu hỏi khá hợp lý đối với những người mới chơi nhiếp ảnh. Chính tôi những ngày đầu cũng có nhu cầu y chang như vậy, nhưng thành thật mà nói đây là câu hỏi vô nghĩa nhất trong nhiếp ảnh. Tôi có thể dễ dàng cung cấp thông tin cho bạn từ khẩu độ, tốc độ, ISO, thậm chí model máy ảnh và ống kính sử dụng, hoặc thậm chí cả nếu sử dụng đèn chớp flash thì công suất là bao nhiêu, đèn đánh ở góc bao nhiêu độ so với chủ thể, vân vân. Tuy nhiên, câu trả lời có đầy đủ đến mấy thì bạn cũng không bao giờ có thể sử dụng lại được các thông số đó, ngay cả khi bạn có đúng những thiết bị như vậy ở đúng vị trí của không gian đó với góc nhìn y chang mà ở một thời điểm hơi khác hoặc ở một ngày khác. Lý do là có vô số các yếu tố khác tác động và ảnh hưởng tới tấm ảnh được chụp như ánh sáng của bối cảnh, vị trí và góc máy, khoảng cách tới chủ thể, có cần sử dụng một kỹ thuật đặc biệt nào đó để chụp như bù trừ sáng, phơi sáng với filter hoặc toàn cảnh hay không? Đèn chớp flash có sử dụng các thiết bị điều chỉnh ánh sáng như ô hay softbox không? Khoảng cách tới mẫu là bao xa, vân vân. Với những câu hỏi như vậy, tôi thường không trả lời cụ thể theo yêu cầu mà thường gợi ý hoặc góp ý những ý kiến để người hỏi biết cách nâng cao trình độ và kỹ năng nhiếp ảnh. Nhưng câu trả lời của tôi cũng thường không nhận được sự hài lòng, thậm chí là tỏ ý rằng tôi cố giấu nghề. Nhiếp ảnh cũng là một chuyên môn như bao nghề nghiệp khác, nên chúng ta cũng cần được đào tạo cơ bản và nâng cao để thực hiện tốt được chuyên môn đó, chứ không đơn giản như giơ chiếc smartphone lên chụp choét một cái là có một tấm ảnh ảo diệu được. Nhiếp ảnh thực sự là một kỹ năng, hoặc nâng cao hơn là một nghệ thuật giải quyết các vấn đề giữa bối cảnh chúng ta đang đứng cùng với các thiết bị chúng ta đang có để có được những tấm ảnh mà chúng ta nghĩ hoặc tưởng tượng ra. Video hôm nay tôi sẽ chia sẻ những quan điểm của tôi về câu hỏi đó là không thể trả lời thông qua một quy trình nhiếp ảnh căn bản cùng với những lời khuyên cho những bạn mới về những bước để có thể chụp được một tấm ảnh như mong muốn. Khi chúng ta đứng trước hoặc di chuyển trong một không gian, chúng ta cần quan sát và nghĩ tới những góc nào có những yếu tố sẽ xuất hiện trong ảnh là đẹp nhất, những góc nào có ánh sáng tuyệt vời nhất và khung hình cần rộng hẹp ra sao. Từ đó chúng ta sẽ biết khoảng tiêu cự của ống kính cần chụp và với loại tiêu cự đó có hiệu ứng gì đặc biệt không để quyết định lắp ống kính đó vào thân máy để tiến hành chụp. Ví dụ, với một góc ảnh quốc dân Hà Nội ở con ngõ phố Từ Hoa chụp hoàng hôn Hồ Tây, với trung cảnh là dãy nhà nổi trên mặt hồ của khách sạn Intercontinental và tiền cảnh là những chậu hoa giấy ngay sát bờ hồ. Tôi muốn tấm ảnh có hiệu ứng những tia sáng mặt trời khi chạm mái nhà với những cánh hoa giấy mong manh được làm sáng và hiệu ứng mặt nước hồ phẳng lặng. Tôi tới điểm chụp vào một chiều cuối thu hơi sát giờ và sợ rằng mặt trời sẽ xuống rất nhanh nên phải bảo hiểm bằng một tấm ảnh chụp cầm tay nếu trường hợp lắp chân máy, tripod và filter không kịp. May thay sau đó, do thao tác tháo lắp chân máy và filter đã được thực hành qua nhiều giờ bay, nay đã trở thành một kỹ năng thượng thừa nên tôi đã kịp chụp được một tấm ảnh đúng như dự tính. Ảnh được chụp bằng máy ảnh Fujifilm X-T2 cùng ống kính XF10-24mm f4 tại tiêu cự 10mm để lấy toàn cảnh rộng nhất có thể. Khẩu độ được siết tới F13 để có thể lấy được hiệu ứng tia mặt trời tương đối dài nhưng không dám siết hơn F13 để có tia dài hơn, vì ống kính sẽ bị nhiễu xạ và ảnh sẽ bị sóp. Tốc độ chụp 12 giây do được sử dụng kết hợp bộ filter Nishi với một filter ND6 Stops để tăng thời gian phơi sáng cho mặt nước mịn và một filter GND Medium để giảm sáng cho bầu trời nhằm không cần phải sử dụng kỹ thuật bù trừ sáng khi giải tâng phản động của cảnh vượt quá giải tâng phản động của cảm biến máy ảnh. Tấm ảnh cũng được chụp với mức tăng sáng là 1 Stop hay cộng 1 EV khi lấy nét và đo sáng điểm vào tòa nhà ở phía bên phải của tấm ảnh để tối ưu nhất giải tâng phản động của máy ảnh khi vùng sáng bị cháy sáng 2/3 stop và nằm trong khả năng cứu cháy sáng của các máy ảnh Fujifilm X-Series. Bức ảnh sẽ hoàn hảo hơn nếu được chụp thêm một tấm ở tốc độ cao và được lấy nét vào dàn hoa giấy, sau đó sử dụng kỹ thuật focus stacking để đảm bảo độ nét và hoa giấy được đóng băng không bị đung đưa theo gió trong khoảng thời gian 12 giây đó.
Một trong những lưu ý là chúng ta cần trải nghiệm và cảm nhận về hiệu ứng tiêu cự để có thể khai thác được những tấm ảnh kịch tính hơn với những tiêu cự ống kính chúng ta đang có. Đây là roi đất ngăn một eo của Hồ Tây thành ao thủy sứ, nhìn từ vườn hoa Quảng Bá. Nếu chụp hoàng hôn với tiêu cự siêu rộng 10mm sẽ có hình ảnh như thế này. Nhưng nếu được chụp với tiêu cự siêu tele 400mm thì ngoài hai cái cây trên roi đất được phóng lớn thì khoảng cách từ roi đất tới hồ bên kia với những tòa nhà được đẩy rất gần nhau và ngay cả mặt trời cũng sát sàn sạt với những tòa nhà đó. Hiệu ứng tiêu cự siêu rộng với tiêu cự 10mm so với tiêu cự chỉ rộng hơn có 2mm, tức là 8mm, đã đẩy tòa tháp lục độ đài sen của chùa Trấn Quốc ra rất xa. Đối với ảnh chân dung, tiêu cự rộng làm cho gương mặt có xu hướng gầy và dễ bị méo, trong khi tiêu cự tele có xu hướng tạo ra một gương mặt béo và tròn hơn. Do đó, nhiếp ảnh chân dung có những nguyên tắc riêng về tiêu cự chụp với những tiêu cự vàng trên các cảm biến full frame cho các bố cục chân dung toàn trung cận là 35, 85 và 135mm. Sau khi lựa chọn được vị trí và góc máy với tiêu cự ống kính phù hợp, chúng ta sẽ tới bước lấy nét và đo sáng. Với một chủ thể rõ ràng thì lấy nét vào chủ thể và chân dung cần bật chế độ nhận diện khuôn mặt để có thể lấy nét vào mắt. Với một nhóm người hoặc ảnh phong cảnh cần áp dụng nguyên tắc điểm lấy nét nằm ở khoảng 1/3 độ sâu trường ảnh phía trước để có thể đặt điểm lấy nét ở vị trí thích hợp nhằm có trường ảnh như mong muốn. Chủ thể chuyển động thì lại cần chuyển sang chế độ lấy nét liên tục và kích thước chủ thể lớn cũng cần điều chỉnh điểm lấy nét point lớn hơn hoặc có thể chuyển sang dạng lấy nét vùng zone để có thể đảm bảo cho việc lấy nét nhanh và chính xác hơn. Đo sáng cũng là một vấn đề phức tạp khi kết quả sẽ khác nhau phụ thuộc vào chế độ đo sáng, điểm, trung tâm hay toàn khung hình. Để đo sáng tối ưu nhất cho công nghệ máy ảnh không gương lật như Fujifilm, các bạn vui lòng tham khảo một video của tôi chia sẻ chi tiết và được liên kết trong phần mô tả của video này. Khi chúng ta đã tưởng tượng được tấm ảnh cần chụp như thế nào thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng phối hợp 3 yếu tố của tam giác phơi sáng một cách tối ưu nhất. Về khẩu độ, chúng ta chỉnh được khẩu độ phù hợp với độ sâu trường ảnh chúng ta mong muốn. Trường ảnh có độ nông sâu thay đổi rất lớn không chỉ phụ thuộc vào khẩu độ của ống kính mà còn phụ thuộc vào tiêu cự ống kính và khoảng cách từ ống kính tới chủ thể cần chụp. Một trường ảnh càng nông hay càng mỏng phụ thuộc vào khẩu độ càng lớn cùng tiêu cự ống kính càng dài và khoảng cách tới chủ thể càng gần và ngược lại. Mỗi ống kính được sản xuất cũng có những khẩu độ hoặc giải khẩu độ cho độ nét tốt nhất được gọi là điểm ngọt, thường nằm ở giải khẩu độ từ f5.6 tới f11. Những ống kính có khẩu độ mở lớn, có chất lượng tốt có thể nét ngay ở khẩu độ tối đa để có thể chụp chân dung xóa phông. Nhưng những ống kính không thật tốt thường phải siết lại từ 1/3 tới 1 stop để đảm bảo có chất lượng tốt hơn. Khi môi trường ánh sáng quá yếu, độ sâu trường ảnh cần được bỏ qua để ưu tiên mở hết khẩu độ ống kính nhằm có đủ lượng ánh sáng cần thiết cho tấm ảnh đúng sáng. Về tốc độ chụp, nếu chủ thể tĩnh thì chúng ta chỉnh tối ưu khẩu độ nét nhất và ISO cơ sở. Nếu chụp chủ đề chuyển động, muốn đóng băng cần chỉnh tốc độ nhanh phù hợp với sự dao động của chủ thể trên tiêu cự ống kính đang chụp. Nếu muốn có hiệu ứng làm phẳng mặt nước, dòng thác nước mịn hay ánh đèn xe chạy vào buổi tối cũng cần tốc độ chụp tối thiểu để hợp nhất được các chuyển động đó, tùy thuộc vào sự dao động của các chuyển động và độ rộng hẹp của khung hình để tạo ra được hiệu ứng như mong muốn. Ví dụ như dòng thác sẽ mềm mại như giải lụa với thời gian khoảng 3-8 giây, mặt hồ phẳng lặng với khoảng 30 giây, mặt sông và biển cần thời gian lâu hơn nhiều, từ 2-8 phút. Còn dòng sông ánh sáng sẽ từ 15 giây tới nhiều phút, tùy thuộc vào quãng đường và tốc độ của xe cộ di chuyển trên đường. ISO càng gần mức ISO cơ sở của máy càng cho chất lượng ảnh trong và tốt nhất, nên ISO sẽ phải là yếu tố sau cùng cần điều chỉnh. Với môi trường có ánh sáng yếu, khi đã mở hết khẩu độ và điều chỉnh tốc độ thấp nhất có thể theo mong muốn, thì bắt buộc phải tăng ISO. Nếu ISO vẫn ở mức cao như 12.800 hoặc cao hơn thì sẽ đến lúc chúng ta cần một chiếc ống kính có khẩu độ mở lớn hơn nữa để có thêm ánh sáng vào cảm biến máy ảnh. Trong phạm vi thời lượng hợp lý của một video hướng dẫn, tôi không đủ thời gian để có thể nói kỹ hơn về quy trình nhiếp ảnh cùng đầy đủ các yếu tố liên quan,
Nhưng chúng ta cũng có thể thấy, để có được một bức ảnh như mong muốn là không đơn giản như một số người nghĩ. Một ngôi nhà đẹp cần có một bản thiết kế kiến trúc phù hợp và tối ưu trên mảnh đất đó, dựa trên hệ thống móng và cột rầm chắc chắn. Nhiếp ảnh cũng như vậy. Chúng ta cần thông thạo kiến thức nhiếp ảnh cơ bản, rồi thậm chí phải trải qua nhiều thời gian thử nghiệm thực tế, tìm tòi và đúc rút kinh nghiệm mới có thể sáng tạo và có những tư duy mới về nhiếp ảnh để có những tấm ảnh đẹp hơn nữa. Do đó, lời khuyên cho những bạn thích và đam mê nhiếp ảnh là hãy nắm chắc kiến thức nhiếp ảnh cơ bản và hậu kỳ cơ bản, cùng với việc hiểu rõ tính năng các thiết bị hiện có và kỹ năng thao tác máy của mình, rồi đi chụp thật nhiều và thật nhiều, rồi một ngày kia các bạn sẽ có những thứ mà mình mong muốn. Tôi đã từng hướng dẫn một số học viên rất nhiều tuổi, đã từng đi chụp rất nhiều năm mà không tiến bộ chỉ vì không có cái móng nhà, nên dần dà trở thành tự ti trước đám đông. Nhưng khi các anh chị đó vượt được qua chính mình bằng cách đi học một người trẻ hơn một vài khóa học, thì những tấm ảnh chụp đã hoàn toàn khác biệt và đầy cảm xúc. Trân trọng cảm ơn các bạn đã xem hết video và xin chào tạm biệt các bạn.